Công Thương công bố dự thảo lần 2 quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch hệ thống sản xuất thép đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trước khi ban hành. Trong dự thảo lần 2, quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch hệ thống sản xuất thép đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 của Bộ Công Thương đã loại bỏ 12 dự án thép ra khỏi quy hoạch. Tổng công suất thiết kế dự kiến của 12 dự án bị loại khỏi quy hoạch là 1.350 tấn gang, sắt xốp và 6.520 tấn phôi vuông một năm. Nguyên nhân của việc loại bỏ các dự án khỏi quy hoạch là do có quy mô nhỏ, năng lực chủ đầu tư kém, nguồn nguyên liệu không đảm bảo. Bộ Công Thương không chỉ loại bỏ 12 dự án thép khỏi quy hoạch hiện có, mà còn dứt khoát không cấp phép các dự án mới có quy mô dưới 500.000 tấn mỗi năm. Quy mô của các doanh nghiệp ngành thép ấy, thì hiện nay có quy mô nhỏ lẻ, phân tán và có cái quy mô rất là nhỏ. Và cái công nghệ thì chưa phải là tiên tiến và các yếu tố đảm bảo về môi trường thì cũng chưa thật là đảm bảo về môi trường. Vì vậy ấy, thì với cái định hướng ấy là của chính phủ giao thì Bộ Công Thương đã thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, nhu cầu về thép cán nóng của Việt Nam đến năm 2020 là 15 triệu tấn, thép xây dựng là 14 triệu tấn. Như vậy, nếu cân đối cung cầu, cả nước sẽ thiếu hụt 9 triệu tấn thép cán nóng và 6 triệu tấn thép xây dựng. Điều này sẽ khiến nhập siêu thép ngày càng nhiều. Bởi vậy, câu chuyện làm thép thế nào để vừa đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế, vừa đảm bảo phát triển bền vững, được xem là rất cấp thiết. Mấu chốt trong câu chuyện phát triển ngành thép không còn nằm ở yếu tố thừa hay thiếu, mà là khả năng cạnh tranh. Ngành thép muốn có thể tồn tại và phát triển được thì phải nâng cao được cái năng lực cạnh tranh của mình. Mà muốn nâng cao được cái năng lực cạnh tranh thì phải nâng cao được cái năng lực về công nghệ, về nhân sự, rồi về năng lực về tài chính, năng lực về quản trị, thế rồi xây dựng thương hiệu vân vân. Thế mà muốn như vậy là để nâng cao được năng lực cạnh tranh ấy, thì phải cần có những cái doanh nghiệp mà có quy mô lớn chứ không thể ở cái dạng quy mô vừa và nhỏ như thế thời gian vừa qua được. Theo các chuyên gia, để ngành công nghiệp thép có thể phát triển bền vững thì cùng với việc lựa chọn công nghệ, rà soát quy hoạch, các cơ quan chức năng và chính quyền sở tại cần tiếp tục cân nhắc kỹ trước khi cấp phép thêm dự án mới, đồng thời siết chặt công tác hậu kiểm. Điều này càng phải được coi trọng bởi chính phủ đã tuyên bố không đánh đổi môi trường lấy lợi ích trước mắt, và khi câu chuyện liên quan đến dự án thép của tập đoàn Formosa là bài học đắt giá đối với Việt Nam. Vấn đề thứ nhất là tổ chức hội thảo lấy ý kiến phản biện của các nhà khoa học trong và ngoài nước. Và phần thứ hai thì sẽ thuê một đơn vị tư vấn nước ngoài thẩm định đánh giá lại cái quy hoạch đã được lập, và trên cơ sở là cái xu hướng phát triển công nghiệp Việt Nam thế giới, trong đó có tính đến cái sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, và xu hướng trong đó thì chi tiết hơn thì có xu hướng phát triển của ngành công nghiệp thép thế giới và khu vực, và sau đó là công nghiệp thép Việt Nam, để có một cái bản dự thảo quy hoạch hoàn chỉnh trình Thủ tướng phê duyệt trong năm 2017. Việc lấy ý kiến rộng rãi của người dân, các chuyên gia, cơ quan thẩm định dự án có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện dự thảo quy hoạch ngành thép. Tuy nhiên, điều mà người dân mong muốn hiện nay là các cơ quan quản lý phải tính toán, cân nhắc kỹ nhiều vấn đề trước quy hoạch hệ thống sản xuất thép đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Không phải đến bây giờ, mà ngay khi kết thúc quý 2 năm 2016, ngành hàng gạo đã có những dấu hiệu không lạc quan khi sản lượng xuất khẩu gạo cả nước 6 tháng đã giảm 32% so với cùng kỳ năm 2015. Bộ Nông nghiệp và Phát